lông đen này, rất mượt. Coi cái độ lông của nó này. Và rất thuần người trong người. Đêm về mà xa gà đó. Không quay xa đâu. Song song với công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, thì hiện việc in trả thẻ căn cước công dân cũng đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai nhằm đáp ứng yêu cầu giao dịch hành chính của người dân. Để đạt mục tiêu trước ngày 1/7/2021 sẽ có 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử sẽ được cung cấp cho người dân. Trung bình mỗi ngày sẽ có khoảng trên 300.000 thẻ căn cước công dân đến tay người dân. Đây là một công việc rất lớn, đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm cao độ. Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương có kế hoạch rà soát cụ thể số người đến nộp cấp